Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy ở Jerusalem, người ta đang mừng lễ cung hiến đền thờ. Bấy giờ là mùa đông, Đức Giêsu đi lại lại trong đền thờ tại hành lang Salomon. Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói: "Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Kitô thì xin nói công khai cho chúng tôi biết." Đức Giêsu đáp: "Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi, nhưng các ông không tin vì các ông không thuộc về đàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời, không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một." Đó là lời Chúa. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi biết chúng và chúng theo tôi. Kính thưa quý cụ, quý ông bà, đặc biệt các con thiếu nhi rất thân mến, chúng ta đang ngồi đây, đặc biệt các bạn thiếu nhi thuộc ba giáo xứ và năm giáo họ thuộc miền Hoàng Nguyên, hôm nay là những người đã nghe tiếng Chúa và đã theo Chúa nên mới về ngôi nhà giáo xứ thân yêu này để mà đồng tiến dâng hoa kính Đức Mẹ, để bày tỏ đầu tháng 5 tháng hoa dâng kính Đức Mẹ và chúc mừng nhau vì chúng ta đã nghe tiếng Chúa mà quy tụ về đây. Chúng ta cùng đồ tràng pháo tay để chúc mừng các con nào. Trước khi chia sẻ bài tin mừng, các con hôm nay dâng hoa thấy đẹp lắm, rất đẹp. Nhưng mà có một điều cháu muốn hỏi các bạn thiếu nhi, nhất là các bạn dâng hoa tập cả một tháng trời vất vả. Các con Đức Mẹ thích chúng ta nhất điều gì không? Thích điều gì? Bạn nào biết? Đức Mẹ thích các con dâng hoa hả? Đúng không? Đúng nhưng chưa đủ. Đức Mẹ thích nhất điều gì nữa? Hoa gì? Có phải những bông hoa chúng ta vừa cầm dâng Đức Mẹ là Mẹ thích không? Như lời kết khi rước kiệu mà cha xứ đọc lời nguyện kết, các con có nghe không? Những việc làm của chúng ta, xin Mẹ cho chúng con biết dâng cho Mẹ những bó hoa lòng. Những bó hoa lòng là Mẹ thích hơn cả. Và hôm nay các con đã dâng cho Mẹ những bó hoa lòng đó. Và đặc biệt cộng đoàn chúng ta hôm nay rước kiệu, như cha xứ ngỏ đời ở đầu lễ vậy, rước kiệu rất là sốt sắng. Đến nỗi tôi nghe là bởi vì không có tiếng nói chuyện, toàn đọc kinh thôi, nghe vẳng đâu đó các cụ chết rồi. Hôm nay đọc nhiều kinh quá, hết cả kinh đọc. Đọc nhiều kinh quá, sốt sắng quá, không có thời gian nói chuyện. Điều này có lẽ là đẹp nhất. Hôm nay chúng ta thấy, kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, trở về bài tin mừng, Chúa Giêsu nói chiên ta thì nghe tiếng ta. Mỗi người chúng ta đang nghe. Có thể nói một thông điệp đưa ra, một lời nói ra, có người nghe được, có người không nghe được. Có người thì nghe đúng, có người thì nghe sai lời đó.
có người thì nghe vừa đủ, có người thì nghe thiếu thông tin. Điều này chúng ta thật thấy đúng với bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe, mà Thánh Gioan trong chương 10 cho chúng ta nghe. Ông hãy nói cho chúng tôi biết, ông có phải là Đấng Kitô không, hay để chúng tôi phải chờ đợi đến bao giờ vậy? Đức Kitô nói thế nào? Tôi đã nói cho các ông nhiều rồi, các ông không nghe. Chúng ta biết, đang trong chương 10 trước đó, từ chương 5, Chúa Giêsu đã làm rất là nhiều phép lạ, hóa bánh ra nhiều, trừ quỷ, chữa người què, người bệnh tật. Những việc làm của Chúa đều cho thấy rằng Ngài chính là xuất phát từ Thiên Chúa. Ấy vậy mà hôm nay họ lại hỏi một lần nữa, để rồi Chúa Giêsu lại khẳng định ta và Cha ta là một, ta đến từ Thiên Chúa Cha, và những người Chúa Cha dẫn đến với ta đều thuộc về đàn chiên của ta và nghe tiếng ta, và ta sẽ chăm sóc chúng và không ai cướp chúng khỏi tay ta được. Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, có thể nói cả cuộc sống của Đức Giêsu đều chứng tỏ Ngài thuộc về Thiên Chúa. Những người Do Thái không tin nên lại một lần nữa chất vấn người. Chúng ta thấy giữa Chúa và người thuộc về Chúa có một mối tương quan sâu sắc. Họ đã nghe tiếng Chúa và đi theo Chúa, thì Chúa, còn Chúa thì biết rõ từng người một. Giáo hội là đàn chiên của Chúa. Giáo xứ, giáo họ, mỗi người chúng ta thuộc về đàn chiên của Chúa. Khi chúng ta lãnh nhận phép rửa tội, đó là điểm khởi đầu để chúng ta sống thuộc về Chúa. Khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta tuyên xưng và niềm tin vào một Thiên Chúa ba ngôi. Tuyên xưng chưa đủ, nhưng giờ đây chúng ta phải sống niềm tin đó, phải chứng tỏ mình là thuộc về đàn chiên của Chúa. Vậy chứng tỏ bằng cách nào? Thưa, đó là bằng cách chúng ta sống. Những việc chúng ta làm, những lời chúng ta nói đối với anh chị em của chúng ta như thế nào? Điều này, chúng ta đang ngồi đây bằng chứng chúng ta đang là thuộc về đàn chiên của Chúa. Vì hôm nay chúng ta mọi người đều yêu mến Chúa và yêu mến Đức Mẹ một cách rất đặc biệt. Cho nên khởi sự thật, tháng hoa chúng ta đã quy tụ về đây để dâng hoa đồng tiến kính Đức Mẹ. Chúa Giêsu đã nói, chiên của ta thì nghe tiếng ta. Vậy các bạn thiếu nhi, các con có thấy Chúa hiện ra nói với các con là theo ta, chiên của ta không, và theo nghe tiếng ta không? Chúa có hiện ra nói không? Không. Vậy chúng ta nghe tiếng Chúa bằng cách nào? Nghe như thế nào? Thưa, Chúa không hiện ra nói với chúng ta từng người một. Vậy chúng ta nghe tiếng Cha xứ, nghe tiếng Chúa ở đâu? Thưa, nghe tiếng Chúa qua lời Chúa hàng ngày, qua lời Kinh Thánh. Nghe tiếng Chúa qua Đấng bản quyền bề trên. Nghe tiếng Chúa qua vị chủ chăn của giáo phận. Nghe tiếng Chúa qua lời Cha xứ. Cho nên chúng ta đã hiện diện giờ đây ở này. Điều này chắc chắn một điều, chúng ta đang nghe tiếng Chúa và đang làm theo tiếng Chúa, như chính Đức Giêsu đã làm và nghe theo tiếng Chúa Cha. Người của Thiên Chúa thì nói lời của Chúa và làm những điều thuộc về Chúa. Cho nên trước khi làm một việc gì, chúng ta hãy hỏi, tự hỏi mình, việc tôi sắp làm có phải là việc của Chúa không? Lời tôi sắp nói có phải là lời của Chúa hay không? Xem việc của tôi làm có mất đi miếng cơm manh áo của anh chị em mình hay không? Việc làm của tôi có gây gương mù gương xấu cho anh chị em, cho con cháu chúng ta không? Nếu chúng ta làm ảnh hưởng đến anh chị em, gây gương mù gương xấu, thì chúng ta chưa nghe tiếng Chúa và không thuộc đàn chiên của Chúa. Cũng vậy, lời nói của chúng ta có gây chia rẽ trong cộng đoàn giáo xứ,
trong làng, trong xóm, trong gia đình chúng ta hay không? Lời nói của chúng ta có ảnh hưởng đến danh dự của ai đó hay không? Nếu lời của tôi không xây dựng hòa bình, lúc nào cũng khó chịu, lúc nào cũng mặt cau mày có, cũng mở miệng ra là nói hành, nói tội, người ta gặp mình là người ta thấy mất bình an, người ta gặp mình là người ta sợ hãi, thì đó, chúng ta chưa nghe tiếng Chúa và không thuộc về đàn chiên của Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay đầu tháng 5, tháng hoa, chúng ta về đây dâng kính mẹ. Mẹ là một mẫu gương tuyệt vời, là mẫu gương thuộc trọn về Thiên Chúa. Đó là mẹ luôn luôn làm theo thánh ý Thiên Chúa trong sự vâng phục và khiêm tốn. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta hãy biết noi gương mẹ Maria, một người mẹ tuyệt vời, một người mẹ không phải của riêng ai, không phải của các bà, các chị, nhưng tất cả mọi người Kitô hữu chúng ta. Một người mẹ luôn luôn sống trọn vẹn thuộc về Chúa, từ khi nói hai tiếng xin vâng cho đến khi dưới chân cây thập giá. Vì vậy, hôm nay cũng là ngày giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Athanasio, một vị mục tử đã hết lòng nghe theo tiếng Chúa và gìn giữ đoàn chiên của Chúa trong sự an toàn khỏi những bè rối, bách hại, phá quấy. Chúng ta cũng vậy. Mỗi người chúng ta cho coi sóc một đàn chiên theo bổn phận và trách vụ của mình. Ông bà, cha mẹ coi sóc đàn chiên nhỏ bé. Vậy chúng ta đã đang coi sóc như thế nào? Để rồi có phải là thuộc về đàn chiên của Chúa mà Chúa muốn mời gọi mỗi người chúng ta trở về hay không? Amen.